Hello, xin chào tất cả các bạn. Chắc các bạn nuôi thỏ thì không muốn bỏ qua video này. Các bạn đang thấy thỏ đang ăn rất là ngấu nghiến. Các bạn có biết lá này là lá gì không? Một loại lá này là rất tốt cho sức khỏe con người cũng như là thỏ. Đây, các bạn thấy không, là hơi giảm giảm đấy, để mình đấy, hai con ăn rất là mạnh mẽ các bạn. Đây, để mình quay những con khác cho các bạn thấy. Đây, thấy không, nó cũng ăn rất là mạnh này. Dùng tay mình rờ rờ đi mà nó cũng không 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 bỏ bữa ăn này. Đó, chứng tỏ là nó rất là háo ăn. À, đấy, đây là những loài thức ăn dành cho thỏ mà chỉ cần tốn công một tí thôi là thỏ có thức ăn. Đấy, con này con tơ nên rất là nhạt. Thỏ đủ màu sắc các bạn, vì gọi là thỏ ba bốn màu như vậy thì gọi là loài thỏ tốt, loài thỏ sinh trưởng và sức đề kháng cao, chứng tỏ là nó được thuần chủng từ là màu này qua màu kia, nên khi nó phổi ra là thỏ là nhiều loài màu, thì nó sức đề kháng đã mạnh trong người rồi mà ăn vài cái lá như thế này nữa thì nó sẽ tích lũy được là một cái lượng lượng chất dinh dưỡng bổ dưỡng vào trong thịt thỏ, nên khi là con người dùng đến nó thì giống như là viên linh đơn tu luyện từ một nhà máy tu luyện linh đơn đó, nên dĩ nhiên là điều đó sẽ rất là tốt và khỏe cho sức khỏe của cơ thể con người và rất là cần thiết cho cơ thể. Dù cơ thể suy nhược cũng tốt mà cơ thể đang khỏe mạnh thì ăn thịt thỏ cũng rất là tốt. Đấy, bởi vì đây là những cái máy là đấy, các bạn thấy cần cần các cái lò linh đơn đang điều tiết từ một loài lá. À, chưa nói các bạn là lá gì đúng không? Để mình giới thiệu cho các bạn biết về cái này nhé. Cái này gọi là lá gai. Đấy. Đây. Lá này là lá gai, nó mọc dài hai bên đường và rất là nhiều. Đấy. Đặc điểm của lá gai là lá đơn. Đấy. Mọc lá này xong rồi đến lá khác. Trên đấy hình là bán nguyệt, có lông nhám giữa hai bên. Con cành lá thì là có răng cưa. Đấy. Thân thì ruột dạng thân mềm. Cái này ở miền Trung họ dùng làm bánh ít, và khi đâm giả nó thì nó tạo ra được là bánh màu đen rất là đẹp, mà làm bánh ăn cũng rất là tốt rồi, huống gì đây là được là thỏ điều điều chuyển qua chất béo trong cơ thể của thỏ nữa. Đấy. Vì vậy thôi cùng hôm nay là mình giới thiệu sơ lược qua là một loài lá mà rất là tốt và rẻ tiền mà dành cho thỏ, để là các bạn nuôi thỏ biết được mà áp dụng lên trang trại của mình để có được những phần chất dinh dưỡng tốt cho thỏ cũng như là cái loài thịt mà mình mong muốn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Cùng cảm ơn các bạn đã lên đường like của mình và theo dõi. Xin chào.